Tôi có thể về nhà chưa? Cậu không còn gì muốn nói nữa à? Muộn quá rồi, tối. Good. Tài An, thật sự cậu không thể thích chút gì sao? Giờ độ chắc không đuổi theo mình đâu nhỉ? Giờ độ đáng sợ quá. Đã 0030 rồi, đến cả chuyến cuối cùng cũng không còn nữa rồi. Phải chờ đến chuyến xe đêm quậy, dù sao 3 giờ rưỡi là có rồi. Cũng chỉ còn 2 tiếng nữa thôi. Cái tên này làm gì quậy? Không về nhà đi lại, còn ngủ ở trạm xe. Liên quan gì đến mình chứ? Chết tiệt. Này dậy đi. Đây, phải về nhà đi ngủ đi chứ. Sao lại nóng thế này? Cậu dậy rồi à? Do độ sao tôi sao thế này? Nghỉ ngơi cho tốt đi, tháo kính ra rồi ngủ tiếp. Không được. Thôi được thì cậu đấy. Ông chủ thuốc đến rồi, cho cậu ta uống đi. Tề An, tôi thật sự không chút không hiểu nổi cậu. Đây là đâu? May quá, quẩn là bộ quần áo tối qua. Cái kết cấu này sao mà có chút quen mắt? Đây không phải là biệt thự của Do Độ sao? Anh ta không ở nhà. Tề An, cậu đang đùa tôi đấy phải không? Tề An, sao giờ mới đến? Mau lên, bắt đầu họp rồi. Tôi đến đây. Sao Do Độ lại đưa mình về biệt thự của anh ấy chứ? Buổi trình đồ án này của tôi đến đây là kết thúc. Tổng giám đốc, ngài cảm thấy thế nào? Ghi lại đi. Vâng. Được rồi, cô có thể đi rồi. Người tiếp theo, đồ án số 14. Sao Do Độ lại nhìn mình như thế? Đồ án lần này số 13 có phương án tốt nhất. Vậy thì người phụ trách hạng mục này là Isasa, chúc mừng. Chờ một chút. Tổng giám đốc, tôi có ý kiến. Đồ án này không phải là do Isasa làm. Lần này số 13 có phương án tốt nhất. Vậy thì người phụ trách hạng mục này là Isasa, chúc mừng. Chờ một chút.
Tổng giám đốc, tôi có ý kiến. Đồ án này không phải là do Y Sai Sai làm. Vị tiểu tiểu có nói lên tình cái gì thế hả? Nói rõ đi. Đồ án số 13 của giám đốc Y không phải là do cô ấy làm. Tác giả gốc của bản đồ án này chính là Tời An. Cái tên nhà quê đó biết làm đồ án sao? Để chứng minh thực lực trước mặt tổng giám đốc mới đúng là phải làm bất cứ giá nào. Cậu ta sao nói dối cũng đừng hoang đường như thế chứ. Bằng chứng nằm ở đây. Ở đây tôi còn có bản ghi thông tin mà sáng sớm qua Tài An bảo tôi giúp cậu ấy xin nghỉ. Còn phải cả hồ sơ gốc mà Tài An bảo tôi chuyển gác. Giám đốc Y, cô đừng nói dối không chớp mắt. Đem thứ người quất quả làm ra biến hành của mình. Lương tâm của cô không thấy hổ thiệt à? Đúng là tên nhà quê làm sao? Giám đốc Y lại... Là cậu ta giúp tôi đấy thì làm sao? Ai khiến cậu ta tự nguyện giúp đỡ chứ? Người ta tự nguyện giúp cô, nhưng giờ cô lại giành lấy lợi ích, còn che giấu sự thật. Tiểu tiểu, đừng nói nữa. Giám đốc, vì sự xuất sắc của bản đồ Y, bản đồ án mà để giám đốc Y trở thành người phụ trách, tôi không phục. Vì tiểu tiểu cô, im lặng. Quy định không cho phép nhân viên lừa đảo cấp trên cấp dưới. Còn cậu, thích giúp đỡ thế không? Không giúp ta cả là một phần luôn đi. Giờ độ, có ý gì vậy? Được rồi, quay buổi họp hôm nay kết thúc trước nhé. Mọi người quay về, chờ không báo đi. Vị tiểu tiểu, chúng ta cùng chờ xem. Tề An, boss chờ cậu ở phòng làm việc đó. Được, được rồi. À, Tề An, tổng giám đốc sẽ không làm khó cậu chứ. Rõ ràng là cậu làm mà. Giám đốc Y, như thế tôi thật sự không thể chịu được. Nếu như cậu... Không sao đâu, tôi cũng không để ý mấy thứ đó. Tôi đi trước nhé. Vào đi. Tổng giám đốc, ngài tìm tôi sao? Cậu, đến đây làm trợ lý của tôi. Tề An từ phòng làm việc của Do Độ quay về. Không sao đâu, đừng lo lắng. Hừ, một lúc nữa cho hai đứa mày biết mặt. Tiền bộ mới nhất về thay đổi nhân sự. Giám đốc Mạnh Danh, kinh doanh Isasa đã bị cách chức. Chức vị sẽ do phó giám đốc lên thay. Tề An sẽ được cử đến làm cho tổng giám đốc phụ trách vị trí trợ lý đặc biệt. Tôi không phục, hắn ta có tư cách gì? Đây là quyết định của tổng giám đốc. Nếu cô có ý kiến, có thể báo cáo trực tiếp với tổng giám đốc. Chị Yoyo, xin chị đấy giúp tôi một việc được không? Tôi không hề cố ý mà. Mời cô bỏ tay ra, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ đấy. Chị Yoyo. Đáng đệ, được rồi Tề An, cậu sắp xếp đồ dùng của cậu đi. Ngày mai đến thẳng chỗ tổng giám đốc báo cáo nhé. Quần ạ. Ngày hôm sau, đây là bạn của cậu. Vị trí của cậu là ở bên cạnh tôi nhé. Quân ạ. Quân. Do độ của cuộc anh ấy nhìn nhận mình thế nào? Mà thôi, phải mau chóng sắp xếp bắt đầu làm việc đã. Tề An, boss bảo cậu vào. Được, tôi đi giờ đây. Không phải, không phải. Ý của boss là nơi cậu làm việc ở quân phòng anh ấy. Chị Yoyo, thật ra tôi vẫn thấy mình không hợp với trợ lý của tổng giám đốc lắm. Sao lại nói thế?
Chuyên môn của tôi là quản lý kinh tế, làm trợ lý tổng giám đốc không hợp lắm mà. Sẽ khiến tổng giám đốc thấy phiền nhiều hơn ấy. Cậu có vấn đề gì với quyết định của tôi à? Hả? Không có, không có, không có, không có. Đứng được ra đấy làm gì? Quân. Có thời gian giúp người khác làm việc của Nghĩa, nhưng mà đến cả việc của mình cũng không biết làm à. Tài An, cậu quản giống năm đó nhỉ? Chẳng được tích sự. Tài An, cậu quản giống năm đó nhỉ? Đồ vô dụng. Do độ, anh đang nói gì thế? Tài An, cậu chẳng được tích sự gì? Giờ độ, anh dựa vào cái gì mà nói tôi như thế? Cứ cho là tôi sai, nhưng còn anh thì sao? Rõ ràng là anh ghét tôi. Tôi không phải đã trốn theo yêu cầu của anh rồi sao? Tại sao anh vẫn nhằm vào tôi? Đưa tôi đến bên cạnh anh làm gì? Xin lỗi tổng giám đốc, tôi quá kích thích rồi. Tôi sẽ không ở lại làm chướng mắt ngài nữa. Tệ An, cậu đang cự lẩm bẩm cái gì đấy? Tệ An, tôi ghét cậu bao giờ? Tôi nhầm cô cậu bao giờ? Lại là lần trước ở khăn mấy? Thế cậu phải giải thích xem. Sao lúc trước không nói gì đã đi luôn rồi? Tôi có nỗi khổ tâm riêng. Khổ tâm cái gì? Bớt, vào đi. Dạy cậu ta làm việc. Vâng. Giờ độ không tức mình sao? Ai đấy muốn mình ở lại? Tệ An, đi thôi, chị đưa cậu tìm hiểu một chút về nhóm của chúng ta. Vâng. Lần sau sẽ không bỏ qua dễ dàng cho cậu ấy nữa. Chị phải đi ăn cơm rồi, em tự xử lý nhé. Phải nhân lúc nghỉ chưa, đọc xong tài liệu. Mình phải nỗ lực hơn nữa, như vậy mới xứng đáng với vị trí này. Không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình. An toàn rồi. Ôi! Tổng giám đốc có việc gì à? Cậu đang làm gì thế? Tôi đang ăn chưa? Ăn chưa? Căng tin của công ty tệ đến mức nhân viên không thèm đến ăn cơm sao? Không phải thế, tôi chỉ là tôi. Hay là nhân viên công ty nghèo đến mức chỉ có thể ăn bánh mì? Người ta biết còn tưởng ông chủ tôi đây ăn quỵt lương nhân viên đấy, hả? Điều này có liên quan gì à? Đây là... đi mua bữa trưa cho tôi, hả? Ngày ngốc ở đấy làm gì, còn không mau đi đi. À quên. Cũng không biết khẩu vị do độ có thay đổi không. Lúc trước mỗi lần ở căng tin, ở đấy đều rội mấy món này. Tổng giám đốc, tôi mua cơm chưa về rồi đây. Vào đi.
Động giám đốc, cơm chưa chuẩn bị xong rồi. Mấy món này cậu mua là gì thế? Trong hộp cơm mua, quầy bánh bao cua, sủi cảo hải sản, còn có cả cơm dứa, đều là trước đây anh. Thế nên tại sao mua toàn những món khó ăn thế? Do độ rõ ràng lúc trước không phải như thế này mà. Cậu đang chắc quán coi à? Không à, tôi sẽ mua lại một phần khác. Chờ đã, cái đống này phải mau sống xử lý đã. Không được, ở ngoài xử lý luôn ở đây. Ở đây vứt vào thùng rác sao? Không hợp lý lắm nhỉ. Ăn đi. Ăn hết tôi. Lắm chuyện thế, còn không ăn đi. Ồ. Trợ lý mới bị cấp trên độc ác ép buộc, đúng là địa ngục trần gian mà. Tổng giám đốc, tôi ăn xong rồi. Xem ra không hề ngon nhỉ. Tổng giám đốc, quậy ngài có gì muốn ăn không? Tôi mua cho. Ừ, quậy mấy thứ lúc nãy cậu ăn đi. Anh ấy thật sự không ghét những món này. Được, tôi đi mua ngay. Tổng. À, chị Jojo có chuyện gì à? Tề An có nhiệm vụ cần giao cho em đây. Tối nay boss có buổi gặp mặt, vốn dĩ nên là chị đi cùng, nhưng mà chị phải đến bệnh viện kiểm tra, thế nên làm việc em đi thay chị nhé. Em á. Đã quá nửa tiếng kể từ lúc tan làm rồi. Hay là không cần đi gặp mặt nữa. Đi làm đi, quan tổng giám đốc. Do độ làm tổng giám đốc, hàng ngày phải đối mặt với bao nhiêu chuyện thế này, chắc là mệt lắm nhỉ. Đồ nhát cái. Không đi à? Cậu mặc cái quái gì thế? Tôi... Cậu mà mặc thế này đi nói chuyện. Còn là gì mặc mũi của công ty nữa? Thôi được, không cần cậu đến bữa tiệc nữa. Đưa tôi đến cửa toàn thịnh là được rồi. Đưa... Do đồ bảo mình lái xe đưa anh ấy đi à? Rõ ràng là có tài xế mà. Cái xe này nổ máy thế nào vậy? Dưới hầm đậy xe. Tổng giám đốc, thật sự cần tôi lái xe sao? Tôi rất lâu rồi. Bữa tiệc bắt đầu lúc 7 giờ, bây giờ còn nửa tiếng nữa. Đến muộn khi cậu tự chịu trách nhiệm. Từ lúc nào mà lại vô lý thế này hả trời? Để mình nghĩ xem, đầu tiên là khởi động. Do độ, anh có sao không? Không phải có bằng lái từ hồi đại học rồi à? Sao đấy, tôi ít lái xe lắm. Ít lái chứ không phải không biết lái. Đi tiếp đi. Ồ, cái xe này đã nhìn thấy đắt rồi. Để mình lái nhỡ xảy ra chuyện gì mấy đời mình cũng không đành nổi. May mà lên đường an toàn rồi. Tiếp theo cứ bình tĩnh mà lái thôi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Hy vọng không có xảy ra vấn đề gì to tát. Do độ không sao chứ? Quảng nhớ vụ tai nạn xe trước đây. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Không sao, không sao đâu. Mọi chuyện đã qua rồi. Này, cậu có mắt nữa không đấy? Lái xe các kiểu gì đấy hả? Xin lỗi, tôi sẽ đền tiền sửa cho bà. Nhìn cái bộ dạng nghèo kiết xác này của cậu xem. Còn lái được loại xe này à? Cậu ăn trộm đúng không?
Không, không phải, đây là xe của giám đốc của chúng tôi. Tôi sẽ đền tiền sửa xe mà. Đền, cậu đền, cậu có tiền không? Biết xe của tôi đắt thế nào không? Gọi tổng giám đốc của mấy người ra, nói chuyện với tôi. Cậu mà không đền, đến tôi sẽ báo cảnh sát. Chuyện hôm nay không xong được đâu. Cầm lấy. Hả, chi phiếu 10 quạng đủ chưa? Giờ độ anh làm sao thế? 10 quạng là lấy rẻ cho mấy người rồi đấy nhé. Giờ độ tôi xin lỗi tôi. Im miệng. Xe vẫn đi được. Tôi đưa anh đến chỗ đó trước nhé. Cậu cứ đi cho tôi. Xin lỗi khiến anh nhớ lại trước đây. Nếu không tôi đưa anh đến bệnh viện trước được không? Tôi bảo cậu mau cút đi, nghe rõ chưa? Tay nhện đỏ, mau đến xử lý đi. Mang một cái xe khác đến đón tôi. Hiện ra chuyện đó vẫn luôn đi bám do độ. Mình tưởng nhiều năm trôi qua như thế rồi anh ấy đã. Hử, Nhất Trạch hôm nay không phải cậu bận không đến sao? Ừ, sau đấy hết bận rồi thì lại đến. Tốt quá rồi, tôi thích nghe bé yêu Nhất Trạch hát nhất đó. Nếu như quên đi quá khứ có phải là sẽ hạnh phúc rồi không? Hôm nay màn trình diễn của Nhất Trạch đến đây là kết thúc. Xin mọi người, cảm ơn mọi người. Phòng trang điểm, hội trường, khá quá. Hình như cậu rất mệt nhỉ, về sớm nghỉ ngay đi. Ừ, cảm ơn cậu đã quan tâm, vậy tôi về trước đây. Đi đường cẩn thận, đây đã, tôi tiễn cậu ra cửa nhé. Tớ mang bằng chứng này đi nhé, để thuốc phát huy tác dụng cho mẹ xem. Không biết do độ giờ đã đỡ chưa, nhưng mình làm gì có tư cách quan tâm anh ấy chứ. Cả người mắc hết sức rồi, mình sao thế này? Xem ra có tác dụng rồi. Mấy người là ai định làm gì tôi? Nhìn cưng không hỏi mãi lắm, đến giúp đỡ cưng chút. Ái chà, da mịn màng thế, mềm thật đấy. Chúng ta cũng thử cảm giác của người có tiền xem nào. Chỗ đấy không được sờ. Dừng tay. Ai vậy? Dám dở khủ đoạn trên địa bàn của tao. Lên đi, đỡ. Hỏng rồi, sao lại là cái tên Hoàng Kim của quán bà đó chứ? Cậu Nhất Trạch, hình như cậu không ổn lắm. Hay là tôi giúp cậu tìm một nơi nghỉ ngơi một lúc trước nhé. Giả quờ giả quịch ít thôi. Không phải những thứ này đều là ông sắp đặt sao? Cậu đã phát hiện ra rồi, khi bớt nói lên tin đi. Ngoan ngoãn đi theo tôi. Hôm nay không ai được cứu cậu đâu cưng ơi. Bỏ tôi ra. Không xong không thể chạy thoát được. Bỏ cậu ta ra. Kẻ nào dám động vào xe của tao? Do độ. Sao do độ lại ở đây? Mấy người định đưa người của tôi đi đâu thế? Ấy do tổng, người của cậu á, sao tôi không thấy nhỉ? Này, mày có thấy không? Đương nhiên là không. Anh ấy vừa nói mình là người của anh ấy à? Vậy chắc giờ do giọng mệt quá rồi, nhìn nhầm nên mới nói dối rồi, ha ha. Hoàng Tôn, giỏi lắm. Ý cậu là gì? Ý của tao là thế này nè. Là gì? Ý của tao là thế này nè. Do độ lại cứu mình sao? Giỏi lắm do độ.
Mày dám ra tay à? Tao cho mày lên báo ngay ngày mai luôn. Chút mánh khóe này của mày đừng có mang ra ngoài kẻo mắc mặt lắm. Thằng khốn này, lên hết cho tao. Cứ cái này thì mình sẽ khiến cho độ ly lị mất. Mặc kệ tôi đi. Vô độ anh mau đi đi. Tôi đi theo bọn chúng là được. Im miệng. Không đến lựa cậu quyết định. Đuổi theo, đừng để chúng nó chạy thoát. Bắt lấy chúng nó. Cậu chủ chúng tôi đến rồi. Ừ. Do độ, mày còn muốn lấy dự án khu 178 không? Không rồi nhất chạch, nhất định là quá sợ hãi rồi. Tao không thèm cái mảnh đất đấy của mày. Mày được lắm, được do độ mày cứ đợi chờ đấy. Cậu chủ không sao đi thôi. Khó chịu chỗ nào? Sao thế? Muốn bây giờ hôm nay sao lại chủ động thế? Có phải là đang thử mình không? Hả? Chân đã không chịu được nữa rồi à? Sao gọi hoàng thế? Thế này không giống cậu.